Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 106 Sáng sớm thức dậy, nhấp cửu la gọi ngay cho bác sĩ mình quen. Thật ra cô định gọi từ tối qua nhưng vì lúc ấy muộn quá rồi nên đành gác lại. Nghe xong đầu đuôi, bác sĩ trầm ngâm, bị lừa đi đào than đá, không được thấy ánh mặt trời hơn hai tháng à. Nhếp cửu la gật đầu cái rụp ở đầu dây bên này, còn nhập vai hơn cả bác sĩ, đúng vậy. Còn bị bỏ đói, không cho ăn no nữa. Anh ấy từng bỏ trốn hai lần và bị đánh. Nghe thôi bác sĩ đã thấy lo, thời buổi này mà còn có chuyện như vậy á. À? Rồi lại trầm ngâm, cái này à, khó nói đấy, mùa đông miền Bắc vốn lạnh, lại còn ở trong quạng mỏ ẩm thấp, nứt ra là chuyện thường tình khả năng cao là bị viêm khớp nữa. Nếu lâu dài không thấy ảnh mặt trời thì chắc chắn sức khỏe không tốt, sức đề kháng yêu, thiếu vitamin D, sự hấp thu canxi bị ảnh hưởng, sự tổng hợp sắc tố melanin cũng thế nên da rẻ sẽ trắng bệch. Nhếp cửu la vội vàng bước tới bên đầu giường, xé một tờ giấy ra ghi lại. Nội tiết tố cũng có thể bị ảnh hưởng đôi chút, nếu ở trong bóng tối lâu dài, tuyến giáp sẽ tiết ra ít hơn khiến con người mệt mỏi còn ăn uống không theo quy luật, dạ dày sẽ bị tổn thương. Ừm, có thể bị viêm ruột thừa. Già đầu nhấp cửu la theo từng câu nói, có thể bị nhiều. Nhiều bệnh vậy à? Bác sĩ cưới, người chứ có phải sắt thép đâu, mà cô nghĩ xem, sắp thép ở nơi ẩm thấp còn bị gì, trong khi con người phải tẩm bổ suốt cả đời. Ai may thì chỉ cần bố ít, không may thì phải bổ nhiều. Nếu không yên tâm, tôi đề nghị là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mặt khác, tình trạng cơ thể chỉ là việc nhỏ, tôi e phương diện tinh thần cũng có vấn đề. Có khả năng bị ám ảnh tâm lý, nghiêm trọng hơn còn có thể mắc chứng uất ức. Nhếp cửu la cũng sợ điều này, trên thực tế viêm thác không phải người hướng ngoại, thậm chí đối với người mới gặp, anh còn e rẻ đến mức có thể coi là người sống khép kín. Lúc hỏi thăm tin tức anh đã dùng biện pháp mạnh, cho đến khi không làm gì được mới buộc phải ngồi xuống trò chuyện cùng cô. Cô hỏi, vậy thì phải làm sao? Bác sĩ đáp, chỉ là có khả năng thôi chứ chưa hẳn đã trúng tất. Tóm lại ấy, trước tiên cứ cố gắng điều chỉnh sinh hoạt về đúng quy luật. Ăn uống thanh đạm với nhiều rau dưa, trải cây, tập thể dục nhẹ nhàng. Có thể mới đầu không quen nhưng dần dần sẽ ổn vì đây là cả một quá trình dài. Ví dụ như việc em ta không thích bật đen quá sáng thì cũng là bình thường vì đôi mắt không chịu nổi. Nhấp cửu la hỏi tiếp thế còn việc giàu mình, không chịu gặp người khác. Bác sĩ cảm thấy rất bình thường nhưng vẫn hỏi sau khi suy ngẫm một lúc, diện mạo anh ta bây giờ có khác nhiều so với trước kia không? Nhấp cửu la đáp, lúc tôi đến đồn công an còn không nhận ra. Anh nghĩ xem, người bị bỏ đói suốt đến mức gầy rộp đi, mặc quần áo mà như xảo phơi. Bác sĩ cười, thế có gì lạ đâu, cô tự đặt mình vào trường hợp ấy mà xem. Nếu cô thành như vậy thì có có chịu gặp người ngoài không? Cũng phải ha, đổi vị trí hai bên cho nhau. Nếu cô bị nhốt trong hầm còn viêm thác đến tìm thì cô thả đội xong chứ chẳng muốn anh trông thấy mặt mình. Nhếp cửu la cùng cười. Đàn ông cũng để ý vẻ bề ngoài vậy à? Bác sĩ nói, thứ nhất, để ý vẻ bề ngoài không phân chia nam nữ. Thứ hai, đây không phải để ý về bề ngoài mà chỉ có thể gọi là ai cùng yêu cái đẹp bỏ điện thoại xuống nhấp cửu la cuộn tờ giấy vừa ghi lại rồi hồi ức những điều bác sĩ mới nói cô phải bảo chị lư trả phép sớm trở về bồi bố mọi phương diện cho viêm thác mới được còn về việc đi làm trong ngày nghỉ thì cứ trả gấp ba mức tiền lương thôi nghĩ một hồi cô lại nghĩ tới câu yêu cái đẹp nhấp cửu la cúi đầu cười không ngờ viêm thác cũng yêu cái đẹp đấy nếu dạo này anh hay nhạy cảm thì cô sẽ cố gắng nhường nhận anh cố gắng giữ thể diện cho con công thích trưng diện. Mùng 4 Tết, rất nhiều cửa hàng bên đường đã mở cửa. Tuy nơi đây chỉ là thị trấn nhỏ nhưng vẫn rất náo nhiệt. Nhếp cửu la ra ngoài dạo một vòng, mua về cho viêm thác một đôi găng tay và một chiếc mù lưỡi chai màu đen, cho dư dung chiếc mù phớt và cả đồ ăn sáng. Lúc về, cô treo chúng lên tay nắm cửa mỗi người, còn không quên gõ cửa, ăn sáng thôi sau đó cô ung dung về phòng như thể mới phất áo ra đi. Mãi đến khi Dư Dung gọi đi thôi, đi thôi, cô mới mở cửa ra ngoài. Người đầu tiên cô thấy là Dư Dung với chiếc mũ phớt trên đầu. Cô nàng nhân nhỏ, cào nhỏ ngay khi vừa thấy cô, cô đội mù nên cũng bắt người khác đội cung hà. Nhếp cửu la đang vui nên chỉ cười, vậy mới an toàn chứ. Với cả tôi có cho cô chọn cơ mà, hoặc là đổi với tôi hoặc đội túi ni lông. Dư dùng liếc xéo chiếc mũ đỏ trên đầu cô, nghĩ bụng, cô không sợ bị sỏi ăn à. Cánh cửa phòng phía sau hé mở, viêm thác bước ra ngoài. Hai người cùng ngoảnh lại. Lần này dư dung bỏ tay toàn tập, lại là mù. Nhếp cửu la thì đi tới. Viêm thác đã mặc áo bông dày nên chồng người không còn mảnh mai nữa. Khẩu trang, mũ và găng tay vừa vặn khiến anh như có thêm một lớp bảo vệ, cũng làm anh thay an toàn hơn. Trông anh hôm nay có vẻ đã tươi tỉnh hơn có điều trời hôm nay rất đẹp. Ảnh nắng cũng rực rỡ nên vừa bước ra cửa anh đã rụt về. Nhếp cửu la hỏi anh, trói mắt hả? À? Vốn dĩ cô định mua kính dâm cho anh nữa nhưng cửa hàng kinh chưa mở. Viêm thác chớp nhẹ mắt, đúng là hơi trói thật. Dù đã có vành mũ che bớt nhưng mắt anh vẫn hơi cay. Anh đáp, vẫn ổn, lát nữa là hết thôi. Nhếp cửu la giơ tay cho anh, không sao đâu, vào xe là đỡ liền. Anh nhắm mắt lại đi để tôi dắt qua. Viêm thác đưa tay cho cô, cách một lớp găng tay, gần như anh không cảm nhận được tay cô nhưng nhấp cửu la lại thấy rất mới mẻ. Tay đàn ông vốn đã to, nay thêm vào một đôi găng tay da màu đen hơi cứng đấy mùi da thuộc thì càng khiến bàn tay dán băng keo cá nhân của cô thêm trắng nôn, nhỏ xinh và yếu ớt. Cô dắt viêm thác đi mây bước, nhắc anh xuống bậc thang rồi lại hỏi, anh có chỗ nào để đi không? Giờ tôi phải đưa anh đi đâu? Viêm thác sững sờ. Đi đâu bây giờ? Nhà anh thì chắc chắn không thể về dối. Chủ trường hĩ lại đang đi du lịch. Nhếp cửu la nói tiếp. Không có chỗ nào hả? Nếu vậy thì nhà tôi còn phòng trống đây. Anh muốn thuê tôi sẽ cho anh thuê tạm. Có thể bao cơm luôn nhưng không rẻ đâu nhé. Vì dù sao đó cũng là căn nhà riêng năm ở đoạn đường đẹp mà. Giờ không có tiến. Anh có thể viết giấy nợ nhưng không được quật đâu đeo khẩu trang có một ưu điểm là cười cũng không ai biết. Ánh mặt trời hôm nay thật rực rỡ, khiến con người ta ẩm rực cả lòng. Anh không mở mắt mà đồng ý luôn, được. Xe chạy ra khói nhà nghỉ, nhấp cửu la hỏi về chuyện trong thời gian anh bị nhốt. Hôm qua, trên đường đi cô đã kể sơ những việc xảy ra bên ngoài với viêm thác nhưng không hỏi anh. Dù sao người ta mới bị nhốt tận hai tháng, vết sẹo còn chưa lành mà đã bắt người ta nhớ lại ngay thì thật quả quất. Viêm thác suy nghĩ rất lâu, một là những đầy đọa suốt khoảng thời gian này khiến trí nhớ của anh bị giảm sút. Hai là đến giai đoạn sau, anh luôn tập trung tinh thần vào việc ăn uống, đau đớn, rét mướt nên rất ít khi nghĩ về củ đất. Anh nhớ lại chuyện của Lý Nhị Cầu trước. Lý Nhị Cầu là anh trai của Lâm Linh thì anh ta là túi máu đời đầu của Lâm Hỷ Nhu rồi. Thảo nào khi ấy Viêm Hoàn Sơn dùng đủ mọi mối quan hệ cả trong tối lẫn ngoài sáng mà vẫn không tìm được anh ta bị mang ra làm túi máu rồi còn đâu. Anh bùi ngùi, chắc hẳn cái nhà tù nơi tôi bị nhốt sau này mới được sửa lại nhưng tôi đoán Lý Nhị Cầu đã từng ở đó vì tôi tìm thấy một tờ tiến ở trong đấy. Năm đó, anh ta thỏ 10.000 trong mỏ rồi bỏ trốn. Mọi người đều tưởng anh ta chạy xuống phương Nam ăn chơi. Nào ngờ không phải anh ta trốn mà là vùi thây dưới đáy mỏ. Không biết trong hố xương nhiếp cửu la tìm thấy có dấu hài cốt của Lý Nhị Cầu không nữa. Với cả anh cứ ngỡ mỏ than đã được bán lại nhưng nay xem ra nó chỉ bị bàn từ tay trái sang tay phải thôi. Đuổi hết đám thợ năm xưa đi thì càng dễ dàng che giấu bí mật. Trong nhật ký của mẹ tôi có việc thợ trong mô từng đồn rằng dưới ấy có ma, bỏ tôi còn xuống đó bắt. Chắc ma ở đây là Lâm Hy Nhu và người bố tôi gặp là Lâm Hy Nhu mới biến thành người không lâu, sau đó không biết vì sao mà lại bị ả à khống chế, trở thành ma cóp. Nhếp cửu la cũng có chung suy nghĩ, Tôi có hỏi chú trưởng Hỷ, chú ấy bảo năm đó Lý Nhị Cầu bị ghét lắm vì bịa đặt là dưới mỏ có con ma xấu xi, si, hung dữ. Rất có thể đó là Lâm Hy Nhu trước khi biến thành người. Vậy thì quá trình từ lúc Lý Nhị Cầu mất tích đến khi Lâm Hỷ Nhu biến thành người cũng nhanh mà. Sao sau này lại chậm nhỉ? Hơi 20 năm đảng lẽ phải thừa sức để bọn chúng biến cả một đội quân thành người chứ. Thể sao cô đất mới chỉ được đánh số đến 019 điểm mấu chốt trong chuyện này viêm thác không nghĩ thấu nên đành tạm bỏ qua còn một việc nữa lâm hy nhu từng ám chỉ bọn ả à vốn có hình dạng con người nhưng vì vào khe đen trắng củ thành ma người người thành ma cứ tương ứng với lời gian không vào khe hắc bạch của đội trùm khăn tôi đang suy nghĩ có phải là thế này không trong xe không tiện vẽ ra hình minh họa anh chỉ dành khua tay múa chân cho cô xem anh về một lần ngang trước đây là khe hắc bạch nhưng thực chất chỉ là một đường ranh giới. Chúng ta sống ở bên trên khe hắc bạch vì có mặt trời nên gọi là phe trắng. Còn củ đất sống ở bên dưới là phe đen, đen trắng phân cách, không thể vượt qua ranh giới vì dù là phe nào lỡ bước cũng đều như ma tựa quỷ. Tôi tin lúc mới đầu đội trùng khan cũng từng bước qua ranh giới và phải trả cái giả thảm thiết nên mới có lời răn trên. Trên lý thuyết lẽ ra phe nào phải ở yên chôn ấy, không xâm lấn lẫn nhau nhưng lâm hy nhu từng bảo bọn chúng là con cháu khoa phụ dòng dõi truy đuổi mặt trời ngay từ cái tên truy đuổi mặt trời đã nói rõ rằng trong thâm tâm bọn chúng có một khát vọng được sống dưới ánh mặt trời thế nên bọn chúng bất chấp việc biến thành ma người để vượt biên qua khe hắc bạch sang chỗ chúng ta như cứu là im lặng từ vượt biên này dùng quả chính xác lâm hy nhu giống hệt kê đầu số lên trước rồi tổ chức đàn em vượt biên theo dư dung cũng ngạc nhiên cách hình dung này lạ nhưng mà hay viêm thác thắc mắc cô là người nhà roi mà còn không rõ lịch sử của đội trùng khan à dư dung cưới phi nói một cách chính xác thì đội trùng khan đã nói sao nhỉ thất truyền rồi nó tương tự như một bó đuôi ngựa bị cắt dần và chỉ còn vài sợi năm ấy chú tưởng muốn kiếm tiền nên mới kéo mây sợi còn dư đó với vài dòng ghi chép trong đống giấy lộn đi từ độ may mắn cũng nhờ may mắn nên ngay lượt đầu đã gặp được châu châu anh biết củ đất liền kề châu báu nghĩa là gì không cô nàng tự giải thích từ cuối nhà thanh cho đến trước giải phóng nước mình loạn lạc mà khu vực tần lĩnh nhiều núi nên đấy phủ hổ địa chủ lên chôn vàng chôn bạc trên núi để bảo vệ khói giặc cướp chính vì thế cũng thường xuyên xảy ra chuyện gia sản còn giấu kín nhưng người lại chẳng sống qua nổi loạn gươm đao Thế là vàng bạc chôn ở đó không có người đến mang về. Người dân gọi những gia sản không còn chủ ấy là vàng mọc chân, nghĩa là những món đồ đắt đỏ ấy như mọc thêm chân, hễ người ta lơ đễnh là chẳng tìm được. Mấy người cùng đường thường bảo, đợi bố mày lên núi rào vàng mọc chân. Chú tưởng sống gần núi từ nhỏ nên được nghe nhiều những lời đồn như vậy. Trước khi có lệnh cấm săn bần, chú ấy còn có muốn đào vàng mọc chân cơ, nhưng lúc đó mới mơ thôi, đến lúc có lệnh cấm mới nghĩ cách làm thật. Cú đất liên kế châu báu, tôi đoán là vì cú đất sống lâu trong lòng đất nên nhạy cảm với những thứ được chôn ở trong, hoặc có thể là bản thân nó vốn nhạy cảm với vàng bạc châu bóng. Sau khi châu châu được mang ra đã liên tục dẫn dắt mọi người đào được bảy, tám hố vàng mọc chân. Hai người nghĩ mà xem, những năm ấy vàng đất thế nào? Mà trong núi đâu chỉ bảy, tám hố vàng, có khi phải trên bảy, tám chục hố ấy chứ? Năm đó chú tưởng cũng không có kinh nghiệm và kiến thức gì nên mới bảy, tám hố đã hoảng hồn. Còn không dám hoạt động ở quê nhà, sợ gặp người quen nên chuyển dần từng nhóm sang nơi khác. Khi món tiến đầu tiên đến tay, bọn họ lại chỉ lo hướng lạc, đầu tư chỗ này chỗ kia nên chậm trễ công việc tìm vàng. Đến lúc nhàn hạ định đào mẻ thứ hai, họ mới phát hiện châu châu đã suy thoải mọi phương diện, hiệu suất giảm sút hẳn so với trước kia. Câu chuyện này nhấp cứu la cũng từng nghe tường Bách Xuyên kể, nhưng ông ta không kể tỉ mỉ như vậy và cô cũng không có hứng thủ nên chẳng chú ý. Thành thử ra giờ đây nghe lại thấy y như mới. Cô trầm ngâm, chắc là do thấy ánh sáng đó, cú đất gặp ánh sáng sẽ yếu đi rất nhanh. Dư Dù dùng ngẫm nghĩ, còn có thể vì châu châu nhỏ quá. Cô xem vóc người nó kia, chỉ như con khỉ, chứ đâu sánh được với vưu bằng. Chưa trưởng thành thì mặt nào cũng không đầy đủ. Nên chỉ vài lần đã không đào ra được gì nữa. Sau cùng cô ấy tổng kết, cho nên nói đi nói lại cũng chỉ vì tiền thôi, móc lịch sử ra làm gì. Đội trùm khăn năm xưa mất lâu rồi, anh muốn hỏi về lịch sử của đội trùm khăn thì phải hỏi chủ tường. Những gì chúng tôi biết cũng đều là do chú ấy nói cho. Viêm thác giật mình, vậy có khi nào tưởng Bách Xuyên biết một vài việc gì đó nhưng lại dâu các cô không? Nhấp cửu la gật đầu, tôi cảm thấy có khả năng này. Tôi thuộc dạng không tò mò, chủ ấy kế bao nhiêu tôi nghe bấy nhiều, trước giờ cũng chưa từng hỏi thêm. Dư Dung cũng đáp, có thì chắc là có, chủ ấy biết mười nhưng chỉ nói cho anh nghe có bầy thôi, anh cũng làm gì được. Tường Bách Xuyên, vì chỉ gặp ông ta có mấy lần nên ấn tượng cuối cùng của anh là, người đàn ông trung niên bị tra tấn đến mức hấp hối trong căn phòng giam tối tăm dưới tầng hám thứ hai của nông trường. Ông ta đã bị nhốt quá lâu lâu đến mức gán như viêm thác không còn để ý tới sự tồn tại của ông ta. Sau khi bắt được Châu Châu, tưởng Bách Xuyên còn tổ chức đến đất xanh lần nữa là vì vẫn ham muốn những hố vàng mọc chân lác đác trên núi ư. Dư dùng hàng giọng a này, lát nữa đến chỗ nào tiện bắt xe, hai người tự gọi xe về nhé. Ai cần nuôi tay, nuôi thân thì tự nuôi, tôi không. Không trở về tận nhà nữa. Nhếp cửu la sửng sốt, cô còn việc gì nữa à? anh ta chẳng bảo mấy hôm nữa sẽ đến đợt tiếp tế tiếp theo con gì. Hình thâm, định đến đội đầu châu tìm cơ hội, nhờ bắt được thêm một hai con thì chẳng phải mình sẽ chiếm thế thượng phong à. chương 107 Đến đội đầu châu tìm cơ hội. nhiếp cửu la mới đầu còn thấy quá nguy hiểm nhưng sau đã thấy hợp tình hợp lý trước mắt. Hình thâm và lâm hy nhu như đang tìm dấu vết đối phương. Ai tìm được bên kia trước sẽ chiếm quyền chủ động. Cô hỏi, bọn họ mai phục trong mô hay trên đồi? Dư Dung giật nảy mình trước câu hỏi của cô tất nhiên là trên đối dối. Ai dám vào mó chứ? Theo lời cô nói, Lâm Hy Nhu đi ra từ mỏ than ấy, vưu bằng cũng vậy thì tất nhiên nơi đó là một tổ cú nổi thẳng đến khe hắc bạch. Cô không tìm được lối đâu có nghĩa nó không tồn tại. nhấp cửu la gật đầu, chắc chắn dưới ấy có lối, cô không tìm được cũng là điều bình thường vì còn chưa đi được một nửa cơ mà. Cô nhắc Dư Dung, tôi đề nghị chỉ mai phục thôi chứ đừng ra tay khi không chắc chắn 100%. Trước kia ta có thể săn được cú là do chúng nó không đề phòng. Dư Dung rất sợ những người dài dòng, tôi biết rồi. Lần trước hình thâm đã trốn thoát từ họng súng bọn nó, lẽ nào lại không biết chúng nó khó chơi? Phải chắc ăn bọn tôi mới ra tay, còn không thì chỉ coi như đi tìm manh mối thôi. Trên có ai chả có đâu, bọn tôi có ngu đâu cảm thấy lòng tốt của mình bị phí hoài, nhấp cửu la tức lầm. Viêm thác ngồi bên thấy rất buồn cười nhưng lập trường vẫn rất rõ ràng. Anh giơ tay vỗ về mờ u bàn tay cô rồi nháy mắt khi cô quay lại nhìn. Cái nháy mắt ấy như muốn nói, kệ cô ấy. Sau khi ra khói địa phận tỉnh, dư dung quay về theo đúng con đường lúc trước. Nhấp cửu la rất may mắn vì đã gặp được một chiếc xe cho quả giang dù xe không chờ thẳng đến nhà nhưng cứ đến đích rồi lại gọi một chiếc xe khác đi vượt tình thì cũng về được thôi chủ xe không phải kiểu người thích tan gẫu nhấp cửu la và viêm thác cũng đều im lặng vì không tiện trò chuyện trước mặt người ngoài thành thử ra phần lớn quãng đường trôi qua trong im lặng viêm thác lại thích sự tĩnh lặng này tiếng động cơ tiếng còi xe bên ngoài đều mang lại một sự thân thiết cũng khiến anh yên lòng có một đoạn đường trời đổ mưa nhỏ những hạt mưa rơi trên cửa số tạo thành một mảng nước nhỏ hoặc trầm nước nhỏ cũng khiến viêm thác thấy thật mới mẻ anh cứ nhìn mài như thể phát hiện được lục địa mới và lần đầu tiên cảm thấy thế giới trong hạt mưa cùng muôn hình vạn trạng anh quay lại định chia sẽ phát hiện ấy cho nhấp cứu la nhưng chợt nhận ra cô đã thiêu thiêu mất rồi người cô nghiêng trái rồi lại nghiêng phải đầu gật nhẹ theo nhịp xe trông như sắp ngã tới nơi viêm thác dịch người sang bên lát sau đầu cô ngã lên vai anh, cơ thể mềm mại nhẹ bằng cũng dựa sát lại. Viêm thác giơ tay ôm lấy eo nhếp cứu la và cúi đầu nhìn tay cô. Quả nhiên, chỉ lát sau tay cô đã nằm hở lại như một thói quen. Viêm thác chìa nốt tay trái sang để cô nắm lấy ba ngón tay mình theo phản xạ, có vậy chút lo lắng cuối cùng trong thâm tâm cô mới được buông bỏ. Qua tấm kính chắn gió phía trước, anh thấy được màn mưa răng khắp trời. Mỗi khi cần gạt nước đảo qua, bầu trời trong hơn để rồi sau đó lại mở đi vì những chấm nước động li ti giây phút ấy viêm thắc cảm thấy mình không giống người đang ôm ấp bí mật phải trốn tránh phiêu giật trên con đường tương lai mờ mịt anh tựa như người bình thường đang đưa người thương về căn nhà có bố có mẹ có em gái có rượu thơm có cơm nóng lang thang cả ngày đến gần nửa đêm hai người mới về tới căn nhà nhỏ sau khi nhận được tin chị lư đã trả phép sớm để về dọn dẹp, thay chân màn, bổ sung vật dụng thiết yếu cho phòng ngủ phụ. khi hai người mở cửa bước vào, chị chẳng nhận ra được viêm thác đây là nhiếp cửu la đáp, anh ấy từng đến đây rồi mà. viêm thác đấy, a, à, viêm thác à, cuối cùng cái anh chàng có bức tượng đất tí hon và được chỉnh miệng nhiếp cửu la thừa nhận là có thiện cảm kia đã được cô dẫn về nhà rồi. chị lư rất mừng nhưng cũng thắc mắc sao vào nhà rồi mà còn không bỏ mũ, bỏ khẩu trang nhỉ? Nhấp cửu la nháy mắt ra hiệu cho chị, dẫn viêm thác vào phòng rồi mới ra bảo chị nấu mấy món ăn khuya nhẹ nhàng, in ít. Cô cũng không quên dặn chị đừng chú ý viêm thác quá, phải coi như anh không có mặt ở đây, anh ấy bị người ta lừa đi đào than hơn hai tháng nên giờ tâm lý khá mẫn cảm. Mẫn cảm à, chị hiếu không? Cũng không thích bị người khác chú ý vì mới bị bỏ đói đến mức gầy rộc người có lẽ sẽ ở yên trong phòng, không chịu ra ngoài vài hôm liên. Chỉ cử đưa cơm đến đúng giờ cho anh ấy là được. Nghe vậy, thì Lư đã hiểu từ giày trở đi phải nấu hai phần cơm dinh dưỡng, một phần bối bố xương cốt, một phần bổ sung dinh dưỡng, vỗ béo. Nếu gọi việc chuyển từ mỏ than vào đến nhà nghỉ là một bước lên đời, thì việc được ở tại căn nhà nhỏ này là một bước lên trời. Viêm thác cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn tất cả những lần anh mường tưởng mới rào bước vào sân anh đã thấy cây mai trắng ngày nào hết mùa hoa. Nhưng không sao, một mùa mới lại bắt đầu với những loại hoa xuân đang rộn rào. Sức sống mãnh liệt, bầu không khí thanh bình này là thứ anh chẳng tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Chị Lư mang bữa khuya lên cho anh, mỗi món đều chỉ một lượng nhỏ, bát cháo rau nấm thả vài con tôm nôn và đĩa măng tây xào trứng. Màu xanh mơn mờn kết hợp với trăng ngà khiến người ta ưng mất, thèm thuồng nhiếp cửu la không ăn cùng anh, anh ăn xong thì bỏ bát đùa ở ngoài cửa là được. Chị Lư sẽ lên lấy sau. Viêm thác gật đầu, đợi họ đi rồi mới bỏ mũ và khẩu trang ra. Hai hôm nay anh rất ghét soi gương, cũng cảm thấy người khác ghét cúng nên hề che được là che, để người ta không bấn mắt. Tuy hơi sĩ diện nhưng giờ bảo anh thản nhiên đối mặt với ánh mắt người đời thì anh không làm được. Ngoảnh đầu lại nhìn, trên cửa sổ có bỏng mai là lướt chẳng dỡ mùi mai có còn vương, viêm thác đứng dậy mở hé cửa sổ ra. Thời tiết phương Nam dịu hơn phương Bắc nhiều, không biết có phải ảo giác không mà anh đã cảm nhận được chút ấm áp phả vào theo làn gió. Đang định về bản ăn, anh chợt nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ, miên man của nhấp cửu la và chị Lư. Nhấp cửu la, chị Lư, chị muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng có kiểu muốn nói lại thôi như thế. Chị Lư, tôi không nói đâu, Nói ra thì quả giới hạn rồi cô lại giận. Nhấp cửu la cười, chị bị ảnh hưởng từ phim ảnh rồi, còn quá giới hạn nữa chứ. Em chẳng giận đâu, chị cứ ấp úng thế mới làm em khó chịu ấy. Chị lư lúng túng, tôi thấy cô phải xem người kỹ hơn nữa. Cậu viêm thác này không thông minh lắm hả? Viêm thác sừng sốt, liên quan gì đến mình nhỉ? Đội mũ đeo khẩu trang mà sao chị ấy còn thấy không thông minh được? Nhấp cửu la cũng thắc mắc anh ấy làm gì mà chị nghĩ là đần? Chị Lư ậm ừ, thì là chỉ số thông minh đó. Chỉ số thông minh đã đến hẳn nước này luôn rồi. Viêm thác dòng tay nghe. Chị Lư phân trần, cô chẳng bảo cậu ấy bị người ta lừa đi đào than con gì. Thời sự đưa tin suốt ngày là người khôn ngoan thì đã chẳng bị lừa. Người ta đi làm để kiếm tiền, bị lừa vì ham tiến thì còn dễ hiểu nhưng tôi thấy cậu viêm thác này có phải người thiểu tiến đâu đến thế mà còn bị lừa thì chẳng phải, không quá thông minh à. Viêm thác không biết phải nói gì, càng chẳng thể phản bác những lời phân tích cặn kẽ của chị. Anh đang mong đợi nhiếp cửu la bênh vực mình dăm câu. Vỉnh tay một lúc lâu, anh mới nghe được tiếng thở dài của nhiếp cửu la, ai chẳng có khuyết điểm. Đẹp trai, nhiều tiền thì sao mà có cả thông minh được. Không thông minh thì cũng đành chịu, dậy nhiều sẽ đỡ thôi. Viêm thác lặng lẽ đi vào ăn cơm. Đằng nào anh cũng ăn ngủ ở nhà người ta, có giấy nợ đàng hoàng nên người ta thích nói sao thì cứ việc. Khi nhiếp cửu la tắm rửa xong thì trời đã rất khuya. Cô để nguyên mái tóc còn ướt đi bôi kem dưỡng da. Trong trận chiến ở do đường này, cô luôn có để cảnh tay trải không bị thương nên lúc tầm mới phát hiện bà vai bên phải đã đau nhức, tím bầm, còn nơi bắp chân bị cản sảnh đập vào đã tụ máu suốt một mãng trông thật khiếp người may sao đã tìm được người không phải mang tay không trở về người cô tìm kiếm hiện giờ chỉ cách cô một cái sàn nhà thôi nhiếp cửu la cúi đầu nhìn xuống dưới đúng thế chỉ cách một cái sàn nhà thôi chẳng biết anh đã ngủ chưa nhưng tìm được vẽ thì sao chứ mọi việc đã kết thúc đâu anh còn phải đi tìm em gái nữa nên một ngày nào đó anh sẽ lại rời khói căn nhà này nhiếp cửu la lo lắng lát sau như nhỏ ra điều gì, cô lấy một chiếc đèn cảm ứng sạc điện được dùng để tạo bầu không khí lãng mạn ở trong tủ ra. Đây là món quà cô được người ta tặng, loại đèn này không quá sáng, thường dùng để thay cho nến vì nó có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách chạm vào đèn, rất tiện lợi. Phải mang đổi với chiếc đèn đầu giường của viêm thác, cái đó sáng quá. nhiếp cửu la khoác thêm áo, ôm đèn xuống dưới nhà cùng với giấy và bút. Nếu anh ngủ rồi, cô sẽ bỏ đèn ngoài cửa và viết thêm mấy dòng nhắc nhở. Vậy thì sáng ra viêm thác sẽ nhận được quả ngay khi mở cửa. Xuống nhà, thử đầu tiên đập vào mắt cô là cánh cửa phòng viêm thác đang mở, cửa nhà cũng mở. Anh ra ngoài à? Nhiếp cứu la ngó vào phòng ngủ phụ trước, xác nhận không có người trong phòng mới ra sân xem thử. Lần này cô thấy anh ngồi trên mỏm đá bên cạnh gốc mai, đang cúi đầu nhìn cành mai trắng trong tay nhấp cửu la không dám gọi vì bác sĩ bảo mấy ngày tới anh sẽ tương đối mẫn cảm có khi tâm lý còn có vấn đề giờ anh như vậy là phát bệnh rồi hả cô không phải bác sĩ nên không dám chắc cuối cùng là viêm thác trông thấy cô và đi tới sao cô còn chưa ngủ nhấp cửu la đáp câu này phải hỏi anh mới đúng anh không ngủ được hả viêm thác cười diễu đúng vậy tối qua anh đã ngủ không mon giấc rồi suốt hai tháng trời ngủ trên mặt đất lồi lõm, lạnh lẽo, bỗng dưng được trở về chiếc giường mềm mại thì trong lòng rất đỗi hạnh phúc nhưng cơ thể lại chẳng thoải mái nổi. Hề nằm lên giường, anh lại thấy người ngượng bứt rứt, lăn qua lộn lại chẳng thể yên lòng. Lý do này khiến nhiếp cửu la giờ khóc giờ cười, không ngủ được cũng phải ngủ chứ. Người ta thường bảo từ nghèo sang giàu dễ mà sao đến lượt anh lại thành khó vậy. Cô đuổi viêm thác về phòng, bắt anh nằm yên trên giường rồi đối đèn cho anh. Quả nhiên chiếc đèn ấy rất xứng với cái tên tạo không khí làng mạn của nó. Ánh sáng dịu nhẹ khiến căn phòng trở nên mờ ảo, không chân thật. Viêm thắc hỏi cô, Trần Phúc đâu rồi? Anh còn nhớ lần trước đến chiếc vali đựng Trần Phúc để trong tù phòng ngủ phụ, nhưng ban này xem thứ thì chẳng thấy. nhiếp cửu la đáp, tôi bỏ vào kho chứa đồ dối để cái thứ chết giữa sông rỡ ấy trong phòng thì anh ngủ được hả? Viêm thác gật đầu, chiếc đệm trên giường vô cùng mềm mại, mềm đến mức cả người anh như chìm nghiêm ở trong, nay lại có thêm ánh đèn dịu nhẹ làm anh chẳng phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo, bên hình thâm sao rồi. Nhếp cửu la vừa giận vừa buồn cười, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mấy hôm sắp tới sẽ rất yên bình lầm hi nhu không thể phát hiện anh đã trốn thoát ngay được mà bọn hình thâm cũng chẳng thể đến do đường luôn lúc này cái đèn này có điểm cảm ứng đấy anh trông thấy chưa giữ một lúc lâu nó sẽ tắt viêm thác giơ tay định thứ nghiệm nhưng chưa kịp chạm vào đã hoảng hốt lúc đói là người ở dưới đấy tôi luôn nghĩ có lẽ đây là bảo ứng của tôi nghe câu ấy nhấp cửu la đã chuẩn bị về phòng bỗng giật mình ngay sau đó gai ốc trên người cô nổi hết cả viêm thác đang mê sàng gì vậy? Anh ấy bị rối loạn tâm thần hả? Nếu là vậy cô chẳng dám để anh một mình đâu. Cô kéo ghế lại gân giường, ngồi xuống rồi kéo chăn kín khắp người viêm thác, sao lại báo ứng? Viêm thác im lặng một lúc lâu, không rõ là đang nhìn ảnh đèn phả vào giường hay nhìn cái bóng đổ bên cạnh. Rất lâu sau anh mới bảo, cô có biết năm đó bố mẹ tôi từng chạy trốn không? Thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 1997. Trời quang đãng, mình cảm thấy mình sẽ chết hoặc đã cách cây chết rất gần rồi. Nhật ký của mình phải được sống lâu hơn mình, mình muốn ghi hết mọi việc ra, để sau này mình có chết thì người đọc nhật ký cũng biết được đã xảy ra những việc gì. Mình nhớ tâm tâm quả, đã suốt hai ngày không được nghe tiếng cười của con gái yêu rồi. Kể lại những việc đã xảy ra đã nhỉ mình sẽ cố gắng kể thật tỉ mỉ nhớ được gì viết cải nấy thứ sáu tuần trước là ngày bỏ trốn mình hẹn với đại sơn gia sản gì đó mình chẳng cần tiến là do con người kiếm ra cái cũ không đi cái mới đâu tới bắt đầu lại từ đầu cũng tốt mà tất nhiên cửa vẫn khóa nhưng mình định trốn ra từ cửa số do trên cửa có quần dây kẽm để chống trộm đại sơn đã giấu kim dưới gầm giường để khi không có ai mình có thể mang ra cắt dây kẽm mình chỉ dám cất gần đứt thôi chứ không dám cất hẳn khiến cô ta nghi ngờ. Tối đó đúng như Đại Sơn bảo, anh ấy đi dự tiệc với Lý Song Tú. Bọn họ vừa đi là mình dọn đồ ngay, trời tháng 12 rét buốt, còn phải ngồi tàu nên minh mặc cho tiểu thác và tâm tâm thật nhiều ảo, khiến hai đứa nhỏ tròn vo như hai con gấu. Sau đó mình lại dọn đồ vào một chiếc ba lô nhỏ, mấy thứ to thì bỏ lại nhưng những gì mang ý nghĩa quan trọng thì phải cầm đi. Ví dụ như thư tình Đại Sơn viết cho mình, giấy đăng ký kết hôn và cả đồ trang sức mình đeo hôm cưới. Tiểu Thác vui lắm, cứ bám theo mình hỏi, "Mẹ ơi, mình đi thăm ai à?" Tâm tâm ngoan hơn nhiều, chỉ nắm mải góc áo anh trai thôi. Dạo này con bé cứ như cái đuôi của Tiểu Thác, anh trai bảo gì là làm đó. Mình bảo, "Đúng vậy, mẹ sẽ dẫn con đi tàu hỏa." Chỉ vậy thôi cũng khiến con trai mình mừng rỡ hơn 8 giờ, mình vạch một góc lưới chống trộm, chui ra ngoài trước rồi mới ôm tâm tâm và tiểu thác ra. Hai anh em cười khanh khách như thể đang chơi đùa, tiểu thác chui ra ngoài rồi còn định chui vào chơi tiếp nhưng bị Minh túm cổ áo lôi ra. Sau đó mình chờ tâm tâm ngồi đăng trước, tiểu thác ngồi phía sau ra thẳng nhà ga. Đại Sơn đã dặn nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, một ngày chỉ có vài chuyến xe có định nên không thể bỏ lỡ vì lỡ rồi sẽ chẳng còn cơ hội may mà mình không đến trễ, còn đến trước tận một tiếng. Trong nhà ga đông người thật đấy, mình chưa đi đâu xa bao giờ, chưa thấy cảnh tượng thế này lần nào, có đấy người quấn chăn nằm ngủ trên đất. Cũng có người mang theo cả đồng hành lý cao chót vót, trên tàu nhiều chỗ cho người ta để hành lý vậy à. Còn có người xách cả gà sống, khiêng nửa con dê. Nhưng nhiều nhất là những kẻ mặt mũi gian xảo. Mình khoác ba lô trước ngực, nắm chặt tay hai đứa nhỏ bởi mình từng nghe bên ngoài lắm kẻ trộm cắp và bắt cóc trẻ con. Vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng, mình hỏi thăm mọi người xung quanh và biết được đêm nay có hai chuyến tàu, chuyến khởi hành lúc 9 rưỡi đi về Cam Túc. Chuyến chạy lúc 10 giờ chạy qua Vân Nam. Đại Sơn đã dặn nếu đến giờ mà anh ấy có việc không tới, mình phải đi một mình. Mình cứ khẩn cầu mong sao Đại Sơn có thể đến để gia đình mình được ở bên nhau bỗng dưng tiểu thác kéo mình, mẹ ơi, vịt con kia. Mình nhìn theo hướng con chỉ, thấy một ông cụ ngồi dưới đất với chiếc đòn gánh đặt trên gối, hai bên toàn thùng giấy, bao tải, đằng trước có một cái rổ xanh dựng vài con vịt mới nở. Thằng bé tiểu thác này tuổi vịt à mà sao lại thích vịt thế nhỉ? Mình chỉ đáp lại qua loa. Tiểu thác huyết tâm tâm rồi định đi sang đó. Tâm tâm, vịt con kia. Tâm tâm cùng nắm góc áo anh trai và theo đuôi. Thật là phiền chồng thêm phiền. Mình túm cổ áo tiểu thác kéo về. Con không thể ngồi yên được hả? Dưới mông mọc đình à? Tiểu thác tủi thân nhìn mình. Muốn sang xem vịt nhưng sợ mình mắng nên nước mắt cử ông ông. Tâm tâm giơ tay ôm tiểu thác. Còn lừa mình nữa. Con bé này chỉ biết anh trai thôi. Mình dỗ tiểu thác. Con ngoan ngoãn ngồi đây trở đi. Khi nào bỏ tới, mẹ sẽ bảo bố mua vịt cho con. Trích từ nhật ký của Lâm Hy Nhu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 108. Nhấp cửu la chăm chú nghe nhan đà kể lại nhật ký của Lâm Tích Nhu năm đó. Chính nàng cũng từng định ghi nhật ký một loại, nhưng không cặn kẽ như vậy, cũng không có ý định cho người khác nhìn. Nàng đã từng nghĩ đến việc lưu lại di chúc, sau khi chết sẽ đốt hết mọi thứ, coi như cùng một hồi oanh oanh liệt liệt từ biệt nghe vậy nàng đã đoán được mấy phần manh mối cho nên ngươi không nghe lời mẹ ngươi vẫn cứ hy hoáy với con vịt nhỏ kết quả để các ngươi một nhà trốn đi kế hoạch bị phá hỏng có phải không viêm thác cười chua sót cũng không phải là không nghe lời nàng chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi rằng đêm hôm đó có hai chuyến xe lửa không khi đó không có đường sắt cao tốc xe đầu chữ t Đầu chữ Z cũng là sau này mới xuất hiện, hầu hết là xe lửa thông thường, dừng không lâu, người chen chúc nhau để lên xe như muốn liều mạng. Lúc lửa đến, đúng lúc bắt kịp chuyến xe 9:30 thông báo xét vé lên xe. Trong đại sảnh đầy người đứng dậy, lập tức như bùng nổ. Lâm Hỉ Nhu nhìn chằm chằm vào cửa trạm, cuối cùng thấy lửa đến, vui mừng đứng dậy vẫy tay, nhưng người xung quanh đều đứng dậy, Lâm Hỉ Nhu vóc dáng trung bình lập tức bị che khuất trong biển người, gấp đến mức nhảy lên ghế. Viêm thác thì luôn nhìn chòng chọc vào lão đầu và giỏ vịt. Hắn nhớ Lâm hỉ Nhu đã nói, chờ ba ba tới, nhường hắn mua cho ngươi một con. Lão đầu kia cũng theo dòng người, đòn gánh nhấc lên, giỏ vịt cũng nhấc lên, rõ ràng là chuyến xe 9 giờ 30 đi cam túc. Viêm thác hoảng loạn, hắn cảm thấy đời này chưa từng khẩn cấp như vậy, ba ba còn chưa tới, con vịt nhỏ phải đi. Hắn gấp đến mức nói chuyện lắp bắp, mẹ, mẹ, con vịt đi. Tiếng ồn quá lớn, giọng nói mềm mại của đồng khang bị lấn át. Đứng trên ghế, lâm hỉ nhu đẫm mồ hôi, vội vàng vẫy tay, lại vẫy tay. Viêm thác nhìn lão đầu, nhìn lâm hỉ nhu, mụ mụ sẽ không chạy, nhưng lão đầu đang chạy, càng lúc càng xa. Hắn là một nam tử hán nhỏ, nhanh chóng hạ quyết định. Viêm thác nói, ta lúc đó là muốn níu lão đầu lại để hắn chờ một chút, cha ta lập tức tới ngay, liền có thể mua vịt. dừng một chút lại cười, khi đó quá nhỏ, không có khái niệm về xe lửa, cảm giác mua vịt quan trọng nhất, xe lửa đều nên chờ ta mua xong mới chạy. thế là hắn chen vào đám người, tâm tâm luôn dắt áo anh trai, thấy hắn chạy, lập tức đuổi theo, hơn hai tuổi hài tử, có thể nói lời đơn giản, cũng sẽ đi bộ, hai chân nhỏ hất ra, theo sát không buông ồn ào náo nhiệt phòng lớn, dòng người lao tới các nơi, cuối cùng lửa thấy Lâm Hỷ Nhu, mạnh mẽ vẫy tay, chen vào đám người. Một đầu kia, viêm thác chen lấn trong đám người lớn, theo sau là cái đuôi nhỏ kiên định. Giờ khắc này, giống như vận mệnh không thay đổi, Lâm Hỷ Nhu nghĩ rằng một nhà đoàn tụ, kỳ thực là ly tán bắt đầu. Viêm thác nhắm mắt, bờ môi run rẩy, nước mắt trượt xuống, chính từ đó, mẹ ta không còn thấy tâm tâm nữa nhiếp cửu la kinh ngạc mặt nóng lên cũng rơi lệ nàng lấy khăn giấy lau mắt nắm lại trong tay đi mất rồi không gặp phải bọn buôn người chứ chắc không gặp phải trần phúc đã nói viêm tâm ở khe hắc bạch viêm thác trầm mặc rất lâu nói thật là gặp bọn buôn người có thể còn không tính là xấu nhất không gặp phải chỉ là thất lạc trong đám người chen chúc choáng váng cuối cùng không thấy con vịt nhỏ mụ mụ cũng không biết đi đâu Tâm tâm khóc, viêm thác an ủi, đừng sợ, đi tìm cảnh sát. Thực ra nhà ga có đồn công an, lâm hỉ nhu và lửa đến trước tiên đi đồn công an, nhưng người lớn đều nghĩ nghiêm trọng, tưởng là bắt cóc. Thêm vào đó, khi đó, nhà ga bắt cóc sự kiện rất nhiều, nên đều tập trung hướng này. Viêm thác và tâm tâm thì trên đường cách vừa đi vừa khóc, được người tốt đưa đến đồn công an. Cảnh sát hỏi ba mẹ là ai, tâm tâm không trả lời được. Viêm thác nhớ ba ba gọi là lửa con núi. Lửa con núi, huyện lên quạng mỏ, có thể tính là danh nhân, thích các nơi thu xếp quan hệ, thường xuyên khen ngợi, ăn cơm với hai ba người. Một người nghe xong liền vui vẻ, lửa con núi, người đại lão, chăm chỉ kiếm tiền, nhưng ném con, ta sẽ đưa về nhà. Trong nhà, Lâm Di đã phát hiện Lâm Hỷ Nhu không thấy, cũng hiện dây kẽm trên cửa bị kìm mở lỗ. Tiếp đó, cửa bị gõ nàng nửa nghi hoặc nửa đúng nhiên mà nhận hai đứa bé cười cảm ơn cảnh sát xin lỗi quá muộn ngày khác đi cảm ơn chờ cảnh sát đi nàng hỏi viêm thác tiểu thác đi đâu viêm thác sụt xịt mũi nói mẹ mang ta đi xe lửa ba ba đâu, cũng đi viêm thác nghĩ nghĩ xác định ba ba cũng sẽ đi mẹ nói chờ ba ba tới mua vịt cho ta cái này thực sự nghe khiến người ta đau lòng nhiếp cửu la ngồi khó chịu rất muốn dựa vào chút gì nàng úp mặt vào gối chán gối tay mặt vùi vào đệm giường những thứ này là ngươi chính mình nhớ viêm thác nhìn trần nhà trong bóng tối kỳ thực ta về sau liền quên một thời gian dài quên sạch sẽ nếu không có nhật ký của mẹ ta có thể thực sự là con nuôi của lâm hỷ nhu lại có một ngày trường Hỉ thúc tìm ta nói có di vật của cha giao cho ta là nhật ký của mẹ phong thư lớn đóng kín còn có chữ viết tay của cha cha thật là không nhìn lầm người trường hỷ thúc trông coi nhiều năm như vậy chưa từng mở ra xem mấy tờ thời điểm ta còn hoài nghi cảm giác nhiều năm như vậy ai biết nhật ký thật hay ra thế nhưng nhìn thấy nhà ga đoạn này thời điểm bỗng nhiên nhớ lại hết nhớ tới sau đó liền không gặp tâm tâm nữa nhớ tới mẹ khóc trước lâm di quỳ xuống người lâm di nói con gái ngươi trên tay ta, các ngươi đàng hoàng, ta nói gì là cái đó, đừng tìm phiền toái. Dạng này, không chừng ngày nào, còn có cơ hội gặp mặt. Nhớ tới mẹ ôm hắn rơi lệ, thì thào, con trai ngốc, chỉ vì con vịt nhỏ, bị lừa gạt chạy. Những sự tình này, về sau hắn làm sao lại quên hết rồi. Nhấp cửu la nhìn viêm thác, ánh sáng trước mắt, hắn lại trong bóng, rất gần, cũng xa về sau, ta nhiều lần suy đoán, đêm hôm đó, một nhà chúng ta thật sự có thể chạy trốn. Xe 10 giờ mở, còn kém nửa giờ. Khi đó, Lâm Di mới đứng vững, chưa có thực lực, không có người dùng, không có khả năng đem chúng ta đuổi về. Thật đáng tiếc. Hắn thì thào, không phải ta cứng ắn muốn đuổi theo con vịt, nói không chừng một nhà bốn người, tại Vân Nam ổn định, cha chết, mẹ tê liệt, Tâm Tâm mất tích, dựa vào cái gì ta một người ngược lại thái thái bình bình sống an ổn nhiều năm như vậy. Không công bằng đúng không? Cho nên bị chút tội có thể cũng là báo ứng. Nhiếp Cửu La không nói chuyện. Có lúc, nàng cảm giác mình và Viêm Thác như con diều, Viêm Thác là quá khứ nặng nề, không bay lên được, dù bay rồi, cũng sống ở quá khứ, liên tiếp nhìn lại, nàng nhưng là chuyện xưa nhẹ, cả dây diều cũng không có, phụ mẫu đều đi sớm, sớm rõ, thân thuộc không đáng gì lưu luyến thế là nàng một mực bay trục danh lợi cầu vui vẻ chỉ muốn sống thoải mái không nhớ nổi nhìn lại nàng nói lời này của ngươi không đúng vừa nói vừa dịch chăn mền ta cảm thấy một đứa năm tuổi có thể lộn thích có thể truy con vịt là tự do của hắn không cứ dùng không phải đem mình bao lấy theo ngươi logic trách tội quá nhiều người không phải mẹ ngươi không dắt tay hai ngươi cũng sẽ không chạy không phải ba ngươi mờ mỏ sâu, lầm hỉ nhu không ra. Vì sao tụ tội người lại tự tìm lỗi trên mình? Không nên nhìn hại người mà chối bỏ sao? Viêm thác nói, đạo lý là đạo lý này. Nhếp cửu la ngắt lời, đạo lý là đạo lý này, vậy theo đạo lý này sống. Cửu nhân không buông tha mình còn có thể trốn, chính mình không buông tha mình, đến đâu đều là tù Chương 109 Sau mấy ngày, nhấp cửu la không vào phòng viêm thác nữa một phần để cho hắn có không gian tự do một phần cảm thấy hắn nên tự ra ngoài nàng hoặc ở trên lầu hoặc trong sân hắn muốn gặp nàng chỉ cần đi vài bước là được mặt khác trong lòng nàng cũng muốn tích lũy một chút tích lũy mấy ngày nữa nhìn thấy hắn khóe mạnh tinh thần tốt người cũng cứng cáp không phải rất tốt sao sợ viêm thác nhàm chán nàng đem mấy quyển sách mình thích đặt ở cửa phòng hắn lại tìm ra một chiếc điện thoại di động cũ, đổi cho hắn dùng, sách để ở cửa không lâu đã bị thu vào, còn điện thoại di động, sau khi xem tin tức rồi lại tải ứng dụng về, hắn gửi yêu cầu kết bạn. Cái này còn chơi được, sau khi xem tin tức, nhấp cửu la không để ý đến hắn. Nhưng điều này không làm khó được Viêm Thác, hắn rất nhanh từ Lô Tả lấy được WeChat của nàng, rồi thêm bạn, biệt danh rất đơn giản, chỉ là tên đầy đủ viết hoa. Lần này Nhấp cửu la dễ dàng đồng ý, mở ảnh đại diện ra xem, là một ngôi sao lộng lẫy mang ánh phấn, nhiếp cửu la liền vui vẻ, cũng thay đổi ảnh đại diện của mình, nàng chụp ảnh chậu hoa thủy tinh của mình. Một ngôi sao đối với một ngôi sao, các phương diện đều là nhìn ép, viêm thắc hơn phân nửa hiểu được ý nghĩa này, ở nơi đầu đang trong quá trình nhập liệu rất lâu, rồi bỏ cuộc. Ngày đầu tiên, viêm thắc hoàn toàn không ra khói phòng. Ngày thứ hai buổi tối, nhếp cửu la từ cửa sổ trông ra xa, nhìn thấy viêm thác giống như tên trộm tiến vào tiểu viện, lúc thì ngó nghiêng cây này, lúc lại xem hoa kia. Tiếp đó, cửa phòng lô tả mở ra một tiếng kẹt, có lẽ là có việc ra ngoài vội vàng, viêm thác như bị kinh động, như một con thỏ vọt đi không thấy nữa. Nhếp cửu la cười đau bụng, cảm thấy chiến lược của mình sai lầm, không nên dọa viêm thác, hẳn là ngay khi hắn vào cửa liền kéo lô tả quan sát hắn toàn phương vị 10 phút, như thế, hắn sẽ không có gì phải sợ. Ngày thứ ba, mọi việc vẫn như cũ khóe mạnh, nhưng nhấp cửu la không thoải mái trong lòng, nàng liên lạc với hình thâm, đầu bên kia, mai phục đã an bài thỏa đáng, nhưng người bên lâm hỉ nhu vẫn chưa xuất hiện. Điều này thật sự là phát điên, tuy viêm thác đã ra khói, nhưng nếu còn ở bên trong, đây là đã đánh gãy ăn ba ngày tiết tấu dựa vào cái gì không để người ta ăn gì nhếp cửu la tức giận đi xuống lầu đến phòng bếp phân phó lô tả cho viêm thác thêm đồ ăn mấy ngày nay nàng luôn truy vấn lô tả xem viêm thác có béo lên không lô tả đều bị nàng hỏi sợ nghe xong phải thêm cơm thực sự không thể làm gì khác nhếp tiểu thư cái này cũng không phải là uy kia cái gì phải từ từ sẽ đến người không thể trông cậy vào người ăn một miếng thành một mập mạp đi nhếp cửu la nói Ta xem nhân ra mạng, có người hai ngày liền ăn mập mười mấy cân. Lô tả là người nông thôn xuất thân, câu nói đầu tiên bác bỏ, người nghiêm túc sao? Ta nuôi heo, heo một ngày tối đa cũng chỉ dài 3 cân A. nhếp cửu la nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy viêm thắc không thể nào đuổi theo tốc độ này, thế là không nhúng tay vào nữa. Ngày thứ tư buổi chiều, đang lật xem tài liệu thiết kế tượng thành phố từ Thái Truyền phát nhanh tới. Trên điện thoại di động đi vào một cái tin tức. Viêm thác phát. Hôm nay có thể hớt tóc một cái sao? nhiếp cửu la gọi điện thoại cho thợ làm tóc quen biết, mời hắn muộn chút bớt thời gian, mang đồ dụng cụ cắt tóc vào nhà, làm việc riêng. Đoán chừng trong tiệm có nhiều việc, thợ làm tóc đến lúc muộn hơn 9 giờ, trời mưa giả dích. nhiếp cửu la đưa thợ làm tóc vào phòng, vốn là địch ở bên cạnh nhìn, thuận tiện cho chút ý kiến, nhưng sau đó lại nghĩ đều đã vài ngày như vậy, cũng không gấp gáp thời gian này. Nàng ra khói cửa, để lại hai người trong phòng, chính mình dựa vào cạnh cửa, mở đèn dưới mái hiên, dựa vào ánh sáng vàng nhạt, nhìn mưa và sân nhỏ dưới mưa. Đây là mưa xuân, mưa xuân quý như mỡ, mùa đông mưa ẩm ướt, nhưng mưa xuân lại không giống, trong ẩm ướt cũng mang theo sinh cơ. Thật mới mẻ, nàng lại chờ một người đàn ông cắt tóc, trước kia đều là nàng không nhanh không chậm làm kiểu tóc, người khác đợi nàng. Vảnh tay cẩn thận nghe, có thể nghe được tiếng kéo răng rắc. Lô tả đã làm xong trở về phòng, màn cửa chiếu ra bóng dáng nàng, hẳn là đang xem kịch, rất chuyên chú, rất lâu mới chuyển động thân thể. Không khí đặc biệt yên tĩnh và rảnh rỗi, nếu không phải có điện thoại tiến vào. Người gọi đến là hình thâm, nhìn thấy tên này, nhấp cửu la cảm thấy căng thẳng, dừng vài giây mới nghe, luôn cảm thấy sau cuộc gọi này, không chỉ là một cuộc điện thoại, còn là kết thúc khoảng thời gian nhàn nhà. Nàng mở miệng trước, có phải người lão nghiêu đầu cương đã đến? Hình thâm, người đến, nhưng theo mất rồi. Dừng một chút lại giải thích, không có cách nào, bọn hắn vừa vào hầm, phát hiện vưu bằng chết, viêm thác không thấy, lập tức liền cảnh giác. Nhếp cửu la ừ một tiếng, hiểu được, chỉ cần lâm hỉ nhu cảnh giác, tất nhiên sẽ đề phòng theo dõi loại thời điểm này còn cứng rắn tấn công, chỉ có thể bại lộ chính mình. Nàng hỏi, lúc này tình huống sao? Hình thâm nói, lần này tới nhiều người, cho nên không cách nào tấn công ra tay. Ba chiếc xe, trong đó một chiếc là xe tải nhỏ, sau khi dừng lại, từ thùng xe chở hàng khiêng ra một cái hòm gỗ lớn, giống như quan tài, một đường mang tới đường hầm. Nhếp cửu la có chút khẩn trương, hòm gỗ là dùng để trang vưu bằng sao? có khả năng này, thay đổi vị trí viêm thác, kích thước không thành vấn đề, chỉ có thay đổi vị trí vưu bằng cần giấu tay mắt người, mới dùng hòm gỗ. Lần này trận chiến rất lớn, các ngươi hành động kịp thời, chỉ trệ mấy ngày, có thể liền vô hụt. Nhếp cửu la thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Nguy hiểm thật a, à, cũng là đủ may mắn. Hình thâm, xác định theo dõi không có hy vọng sau đó, ta an bài cho Lâm Hỷ Ngưu phát một tin tức, đại ý là viêm thác chúng ta đã tìm được, cũng chuyển rời đến nơi an toàn, nàng không cần uổng phí sức lực tìm, tìm cũng tìm không thấy, vẫn là nghiêm túc suy tính một chút thay người. Tin tức phát ra, như đá chìm đáy biển, nhưng ta đoán chừng, nàng tám phần không ngồi yên, một hai ngày bên trong, tất có hồi âm. Một hai ngày bên trong, tất có hồi âm. Lần này hồi âm, đoán chừng sẽ không nhỏ. Nói không chừng là giải quyết dứt khoát loại kia. Đang lúc này, nghe thấy thợ làm tóc gọi nàng, nhấp tiểu thư, phí tổn tư thẻ của Ngài Trúc. Đưa xong thợ làm tóc trở về, mưa lại bí mật, mái hiên mưa rơi phía dưới vốn là tích táp, bây giờ liên thành chi tiết tuyến. Nhấp cửu la nhìn thấy, viêm thác đứng tại trong cửa đầu, dưới mái hiên ánh đèn không chiếu tới chỗ. Nàng nhịn không được, bật cười, tựa vào cạnh cửa không đi người ta Tony đều thấy ngươi, ta còn không thể nhìn. ngươi trốn trốn tránh tránh làm gì? liền cắt cái đầu, còn có thể kinh diễm đến ta. Viêm Thác cũng cười, hắn thực sự không có ý tứ này, chỉ là đứng ở đó để nàng nói như vậy. ngược lại thật giống chuyện như vậy. hắn đi ra phía trước, Nhấp Cửu La mượn dưới mái hiên nhìn hắn, để cho ta xem, cũng tốt mấy ngày không thấy. nhắc tới cũng kỳ, trước tiên chú ý là tay của viêm thác. Tay hắn lành rất nhanh. Dù sao khi hậu nơi này lại ấm hơn nữa, kem trị nứt nẻ cũng rất hiệu quả. Bây giờ một đôi tay, dù vết sẹo chưa tiêu tan hết, nhưng ít nhất nhìn cũng là hai tay bình thường. Nhíp cửu la đưa tay rất tay hắn, vẫn là thô giáp, nhưng lòng bàn tay rất ấm. Xem ra thể nội khí huyết là có đủ. Lại nhìn khuôn mặt, kỳ thật vẫn là thon gầy, nhưng dưỡng thành khí sắc, nhất là đôi mắt hữu thần, không giống trước kia, cả người đều là tiểu tụy, sinh mệnh lực đều khô cạn cảm giác. Kiểu tóc, nói không tới, tiếp cận bản thốn, ngược lại xén, rất gọn gàng chỉnh tề, nghĩ lại cũng phải, lăn lộn như vậy, thuận tiện. Nhếp cửu la nói, đây không phải rất tốt sao, lại bù một trận, phơi nắng thái dương, còn kém không nhiều lắm. Nói rút tay về, do dự một chút sau đó, lại nâng lên, dây vào mặt hắn trên mặt vẫn là khuyết thịt, gầy gò làm người ta đau lòng. Tony vừa nãy cũng giúp cạo dâu, gốc dâu cầm là không có, nhưng cầm một tuần vẫn đâm tay. Viêm thác không nhúc nhích, dù mắt thấy nàng. Nhếp cửu la trong lòng phanh phanh nhảy, hành động này của nàng có chút vượt giới. Viêm thác thật không chuẩn bị đáp lại chút gì, như ôm nàng một chút chẳng hạn. Lô tả còn nói có hào cảm, lại dắt tay ăn một bữa cơm không kém nhiều, hiện tại xem ra có chút khó khăn a. À đang nghĩ ngợi chỉ cảm thấy bên hôm căng thẳng một giây sau rắn chắc phốc tiến đụng vào ngực hắn nhiếp cửu la vùi đầu vào ngực viêm thác thuận tiện cười cũng vùi lấp nghe âm thanh mưa rơi liên miên cảm thấy giờ khắc này giống mưa mềm mại xốp giòn nhuận lâu một chút đừng qua mau mới tốt nàng vẫn là đem chính mình thời gian trôi qua không tệ không phải sao có chỗ ở có sinh hoạt cũng có đủ để chính mình sống yên phận tiểu công phường Thích hoa liền đi hái một cành hoa, thích cây liền trồng một cái cây, thích một người, giống ốc sen một dạng cong cong xúc giác, tìm kiếm phong thanh, khả xảo, người kia xúc giác cũng hướng nàng cong cong. Viêm Thác không dám dùng quá lớn khí lực, nhưng lại nhịn không được muốn ôm càng chặt chút, trong đời hắn quá nhiều mờ mịt đồ vật, đây là duy nhất ấm áp và bây giờ đi. Thật là kỳ quái đầu mấy lần gặp mặt lúc, hắn đối với nàng chưa từng lên qua tâm tư gì liền nghĩ như thế nào ra tay độc ác, phá hủy nàng. Hắn một tay nắm ở eo của nàng, một cái tay khác theo phía sau lưng vuốt ve đi lên, nhấp cửu la mặc không nhiều, cho dù là cách quần áo và mềm mại tóc dài, hắn vẫn có thể cảm giác được nàng cơ thể, nàng luôn luôn đơn bạc, khí chất trong mang theo mê hoặc người nhỏ yếu, rõ ràng không có gì sức mạnh, có khi nhưng rất có thể đánh, dựa vào thực sự là trong xương cốt mang điểm này phong kính, a à, viêm thác nói ngươi nhiều mặc chút đừng cảm lạnh nhếp cửu la gật đầu lại ngửa mặt lên hình thâm nói lâm hỉ nhu bọn họ đi lão nghiêu đầu cương nhưng không có cùng theo mất rồi viêm thác không có rất kinh ngạc tính toán thời gian cũng là nên ném cho ăn lần nữa hắn nói không nói nàng bây giờ không muốn nói nàng không nói thì không nói nhếp cửu la bôm mắt coi thường chỗ mưa tuyến thực sự là rất có ý tứ. Một khi có gió, mưa tuyến liền đồng loạt hướng về dưới mái hiên đãng không có gió, lại đang trở về. Mưa nghĩ lặng yên phía dưới, gió không để đâu. Nhấp cửu la thấy phiền muộn đứng lên, khe khẽ thở dài, lại đem khuôn mặt vùi vào viêm thắc lồng ngực. Cũng không biết phải hay không bởi vì nghe thấy tiếng thở dài này, viêm thắc bỗng nhiên có chút rét run, cánh tay hắn nắm chặt, cúi đầu xuống, dùng sức dán sát vào tóc của nàng không nói nàng không muốn nói nàng nhưng cái này không đại biểu lâm hỷ nhu không tồn tại vốn là một nhà bốn miệng về sau lâm hỷ nhu mang đi ba cái chỉ còn lại một mình hắn về sau có thể hay không vẫn là còn lại một mình hắn hắn vĩnh viễn cũng không thể nhường lâm hỷ nhu biết nhấp cửu la tồn tại hình thâm cho nhấp cửu la xong điện thoại quay người hướng về sau lưng nông trường đi vào trong bọn hắn đã toàn thể từ nhà máy trang phục bên trong rời ra nhà này nông trường thuộc về nông gia nhạc tính chất kiêm doanh rừng chân nhưng lão bản vận hành không được khá cho nên giá thấp chuyển nhượng sơn cường xem trước đến tin tức đề cử cho hình thâm hình thâm cảm thấy các phương diện đều hài lòng xa xôi yên tĩnh chỗ lớn còn có vườn rau xanh phòng bếp có lão sư phó tay cầm muôi rừng chân cái gì cũng đều là có sẵn rất thích hợp bọn hắn đám người này hắn xuyên qua nông trường khu rừng nhỏ đến tìm dư rong bây giờ điều kiện cho phép nam nữ phân khu dư rong hòa tước trà ở đơn độc một gian phòng đến gần cửa ra vào lúc nghe được dư rong tận lực đè lên không nhịn được âm thanh người không cần giúp ta thu thập loạn liền loạn lấy ta không xem trọng tước trà không có việc gì ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hình thâm hắng giọng một cái dư rong trong phòng nghe thấy được rất mau ra tới. Dư dòng hôm nay mới từ lão nghiêu đầu cương đuổi trở về, một thân phong trần, một mặt không kiên nhẫn, chờ đi đến thuận tiện nói chuyện chỗ, nàng quay người lại báo cho biết một chút gian phòng đầu kia, cái này tức trà, như thế nào đến chỗ nào đều mang theo nàng. Hình thâm sững sờ, thế nào? Lại cho nàng giảng giải, tức trà là tương thúc người, bây giờ tương thúc xảy ra chuyện, chúng ta lý phối hợp nàng. Lại nói, nàng tại lâm hì nhu trồ thuộc về lộ ra trên mặt qua bảng người nàng đuổi đi ra ngoài ở cũng không an toàn à dư rong hậm hực không có gì chính là nàng một mực bồi cẩn thận làm cho ngươi cái này làm cái kia một chén nước đều cướp giúp ngươi đổ quái phiền hình thâm cười cười có người giúp ngươi làm việc còn không tốt Nghĩ nghĩ lại bổ sung nàng lúc trước không dạng này nghe sơn cường nói tương thúc ở bên cạnh thời điểm tức trà vẫn rất. Không biết dùng cái gì từ tốt, khoa trương ngang ngược. Phách lối, dứt khoát lướt qua không nói, tương thúc mất tích lâu như vậy, nàng đại khái là không còn cảm giác an toàn a à. Dư dòng nhíu mày, nàng mười mấy cùng tương thúc a à. Hình thâm cũng nói không rõ ràng, 16-17A. À. Dư dòng tức giận, 16-17, cái gì cũng không hiểu, không có kiếm lời trả tiền, không có chịu khổ, không bị qua tội. Đây nếu là tương thúc bình an trở về còn chưa tính, vạn nhất có chuyện bất chắc, về sau dựa vào ai vậy? Tả oán xong, nhớ tới chính đề, tìm ta có việc. Hình thâm gật đầu, ta xem chừng, lâm hỉ nhu bên kia phải có đại động tác. Dư dòng cười lạnh, ta xem nàng phải phát điên, nàng này cũng mấy liên tiếp bại. Chết hàn quán, không còn trần phúc, liên tiếp ném đi năm cái đồng bạn, thật vất vả bắt được cây viêm thác, viêm thác chạy, lên đới vưu bằng cũng cách thí, cái này phải trả không động tác, phải là thuộc quy A. Hình thâm cân nhắc một chút, cùng với nàng đối mặt, người có vấn đề hay không? Dư dòng kỳ đảo, ta có vấn đề gì? Cái này không chuyện sớm hay muộn sao? Ta đây một hồi, không chỉ ta, nông trường bên trong những người này, tại sao muốn trốn đông trốn tây, ở xong nhà máy trang phục ở nông gia nhạc? Còn không cũng là bởi vì tương thúc bọn hắn bị bắt, chúng ta phá tan lộ sao? Đừng nói trở lại trước đó trong sinh hoạt, coi như không quay về, suốt đầu lộ diện đều có phong hiểm, ai biết lúc nào mà kêu liền từng tìm tới, chúng ta giải quyết. Quẻ cha tao ngộ còn tại trước mắt đâu? Nàng nói, đối mặt ta không có vấn đề, ta chỉ hy vọng nhanh chóng. Vị đại tỷ này đừng lề mà lề mề, kéo cái mười mấy hai mươi năm, nhưng là ta nửa đời người đều lôi không còn. Hình thâm do dự, vậy ngươi cảm thấy nhiếp nhị sẽ hỗ trợ sao dư dòng buồn bực không phải ngươi nói tương thúc đối với nàng có ân tương thúc có việc nàng sẽ không mặc kệ sao còn có a ta xem nàng và viêm thác quan hệ không tệ viêm thác cùng lâm hỷ nhu đó cũng là kết từ thù a phía sau lại có chuyện nhiếp nhị cũng không khả năng đứng ngoài quan sát a hình thâm ồ một tiếng nói là không sai từ nàng tìm hắn cho người mượn tay muốn đi do đường tìm viêm thác thời điểm, không, còn muốn sớm hơn, từ viêm thác mất tích, nàng thái độ khác thường, liên tiếp truy vân hắn thời điểm, là hắn biết, hai người này quan hệ, rất không tệ. Nói đến viêm thác, dư rong chợt nhớ tới cái gì, đúng, có việc hỏi ngươi. Lần ta và viêm thác bọn hắn trò chuyện, nói đến tương thúc. Hình thâm, liên quan tới quấn đầu quân ở quá khứ, tương thúc có thể hay không không có giảng toàn bộ cách nào. Hình Thâm vội vàng không kịp chuẩn bị, da đầu có chút hơi phát nổ, cái này có ý tứ gì? Dư Dòng cười cười, ai cũng biết, quấn đầu quân mạch kỳ thực đều tuyệt, là tương thúc mạnh mẽ đem nhặt lên lại tục, hắn thám thính được nhiều nhất bí mật, cũng cầm tới nhiều nhất trực tiếp tư liệu, những cái kia bị hắn triệu tập người, kỳ thực cũng là nghe hắn giảng, nói một cách khác, tin tức cũng là hai tay. Cho nên ta liền là hỏi một chút, sẽ có hay không có chút chuyện. Tương thúc xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, không có đối với bên ngoài rằng. Hình Thâm cũng cười, ta tin tưởng tương thúc nói ra cũng là thật. Nguyện ý đi theo hắn đi thanh nhưỡng cũng đều là tin hắn. Đến nỗi có phải hay không ẩn giấu một chút không có rằng, chỉ cần không ảnh hưởng cái gì, không trở ngại cái gì, hẳn là cũng không quan hệ. Lại nói người có cái này hoài nghi, hẳn là đến hỏi hắn a. À. Dư Dòng nhìn Hình Thâm một mắt đều nói tân nhất bối bên trong tương thúc coi trọng nhất ngươi lại có người nói ngươi là hắn người nối nghiệp ta suy nghĩ tương thúc có cái gì không chừng có thể nói cho ngươi người năm đó bỗng nhiên liền mắt phế đi không phải chỉ là muốn để thăm khứu rác đơn giản như vậy a à. hình thâm mỉm cười đó là ngươi suy nghĩ nhiều dư dòng nhún vai chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi không biết coi như xong không sao chứ không có việc gì ta trở về tắm giờ Hình thâm đưa mắt nhìn dư rong đi xa, dư rong trên thân quang lại đỏ vàng, có chút tương tự với trước kia thấy qua, đem quen chưa chín cây sơn chu du. Bên tài phảng phất đột nhiên vang lên tương bách xuyên tra hỏi. Hình thâm, người biết cái gì gọi là thịt nữ hoa sao? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 110. Nhiếp cửu la sắp xếp lại quần áo, đi tới bên cạnh cửa, từ xa nhìn thấy dư rong và hình thâm đang nói chuyện phiếm. Kể từ lần trước khi nàng bị đầu to bắt nạt và hình thâm vẫn lập lờ không rõ ràng, nàng cảm thấy tâm trạng đối với hình thâm đã phai nhạt. Nhìn lại, sự hào cảm trước đây thực sự rất đơn giản, chỉ vì anh ta trẻ tuổi, khuôn mặt anh Tuấn, đứng lên thì rất thu hút, nhưng khi gặp khó khăn, anh ta lại không giúp đỡ gì. Không như dư rong, người đã dứt khoát đánh đầu to và đẩy anh ta vào trong nồi đun nước, thật là hà giận. Nghĩ lại điều này nàng vẫn cảm thấy thoải mái. Thấy hai người đã nói chuyện xong, nàng nhanh chóng lui vào trong phòng. Dư rong vào phòng, thoáng nhìn thấy đống quần áo gọn gàng bên cạnh giường. Liền nói, đã bảo đừng trồng chất quần áo, không mặc thì cứ để yên đó, mặc rồi thì mới lấy lên, đừng tạo thêm chuyện. Nhếp cửu la giải thích, nhìn như thế này thoải mái hơn mà. Dư rong nói, đó là cảm giác của ngươi người ta lại thấy để đó tiện lợi hơn giống như người nằm có phải tay chân đều phải xếp gọn lại mới thoải mái không có ai xếp tay chân gọn gàng để ngủ không nhếp cửu la không thể cãi lại được nhưng cảm thấy logic của nàng ấy thật hợp lý dư dòng cũng cảm thấy không thể giao tiếp được liền tự mình cầm khăn tắm đi tắm rửa nàng tắm rửa nhanh chóng hơn cả đàn ông chỉ cần vài phút là xong tắm xong nàng cầm một chai nước khoáng và chuẩn bị mở nắp nhấp cửu la chỉ vào ấm nước người đổ nước vào ấm rồi ngâm táo tàu và kỳ tử đi dư dòng tiến tới xem thấy trong ấm nước ngâm một quả táo tàu và vài quả kỳ tử nói ta không phải người già nói xong nàng tiếp tục mở nắp chai nước khoáng và uống một nửa chai trời đang lạnh nhấp cửu la thấy nàng uống nước lạnh thì cảm thấy lạnh lẽo liền hỏi Ta thấy ngươi và hình thâm đang nói chuyện, có phải liên quan đến lão tưởng không? Mặc dù liên quan đến tương bách xuyên, hình thâm không nói chi tiết với nàng, nhưng nàng cũng không mốc. Qua thời gian, nàng cũng thu thập được một vài thông tin cơ bản. Dư dòng ừ một tiếng, đang tìm cách giải quyết, hy vọng lần này có kết quả. Tương thúc trở về thì ngươi sẽ có người bảo vệ. nhếp cửu la cười nhạt, a. À. Dư dòng nhìn nàng, như thế nào? tương thúc trở về người không vui sao nhếp cửu la nói không có gì vui hay không đã trở về thì tiếp tục sống thôi dư dòng cảm thấy thái độ này thật khó hiểu tại sao sống không có ý nghĩa gì sao nhếp cửu la ngẩng đầu nhìn dư dòng muốn nói rõ ràng người nghĩ ta bị coi thường dư dòng nói phạm lỗi thì đã sao không phải phạm pháp nhếp cửu la vừa tức giận vừa buồn cười do dự một lúc rồi nói ta không có tình cảm với lão tường. Dư dòng ngợt đầu, ta đã nhận ra. Nhếp cửu la sững sờ, đã nhận ra. Dư dòng ngồi xuống giường, nam nhân mất tích mấy tháng, thân nhân không khóc, không lo lắng, Đồ ngốc cũng nhận ra không có tình cảm. Nhếp cửu la cắn môi, người không coi thường ta. Dư dòng cười, ta không rảnh để coi thường ngươi. Nhếp cửu la buồn bã, ta tự coi thường chính mình. Trước kia, lão tưởng có tướng mạo, phong độ, có tiền, làm ta mê mẩn, ta mới đến với hắn. Mười mấy năm qua, lão tưởng đối với ta không tệ, không bạc đãi ta. Nhưng bây giờ hắn già, ta lại chê hắn, người ta sẽ nói ta thế nào? Dư dòng nói, trước kia hắn có tướng mạo, phong độ, có tiền, ngươi không phải cũng trẻ trung sinh đẹp sao? Nếu thật lòng yêu thương thì không nói, nếu không, đều là sự tính toán. Mười mấy năm, hắn không tệ với ngươi, người cũng không tệ với hắn, không từng lừa hắn. bây giờ tình cảm không còn, mỗi người đi một đường, người không cần phải chịu thiệt thòi. nhấp cửu la nghe mà choáng váng, run rẩy một lúc mới nói, nếu mỗi người đi một đường, ta có thể làm gì đây? dư rong buồn cười, ngươi hỏi ta, ta biết ngươi mấy ngày, ngươi sống với bản thân ba mươi mấy năm, ngươi có thể làm gì? tự hỏi chính mình. nhấp cửu la trong lòng một mảnh mờ mịt ngươi bận rộn chuyện gì dư dòng nằm lên giường kéo chăn đắp lên nghề cũ hoặc là chuẩn bị ra nước ngoài nhếp cửu la từng nghe qua nghề của dư dòng thợ san à trong nước cũng có mà giã dạ tính không đủ dư dòng nói nhếp cửu la thật tình không hiểu ngươi nói ngươi là một cô gái thích làm nghề này dư dòng không biết nên khóc hay cười có người thích leo núi có người thích lạn biển ta thích săn thú có gì kỳ lạ. Giao tiếp với thú hoang, nhẹ nhàng hơn với người nhiều. Tường Bách Xuyên sáng sớm dậy, dựa theo kế hoạch tự mình luyện tập. Bị bắt giam đã hơn 3 tháng, chân bị thương sau khi đơn giản xử lý, dần dần liền lành lại. Hắn cảm thấy nếu có cơ hội ra ngoài, nối liền cái chân giả, vẫn có thể đi như người bình thường. Trong lúc đó hắn bị chuyển chỗ, từ tầng hầm chật trội không có ánh sáng, đổi sang tầng hầm có chút ánh sáng, rộng rãi hơn một chút. Do cách âm tốt, bên ngoài luôn yên tĩnh, nên hắn không thể phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Nhưng hắn vẫn lạc quan, việc chuyển chỗ giam giữ chứng tỏ chỗ cũ không an toàn, đồng nghĩa với việc hình thâm bọn họ đang hành động. Tiếng mở khóa cửa vang lên, tương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ, chưa đến giờ ăn. Hắn nhanh chóng ngã xuống đất, làm bộ tinh thần ủy oải, toàn thân vô lực, để khi người khác nhìn thấy, sẽ không bị đánh đập tàn nhẫn. Có người vào, không chỉ một, đèn liền bật sáng. Tường Bách Xuyên cố gắng ngồi dậy, vẫn còn buồn ngủ, chưa nhìn rõ người vào là ai, thì đã có vật gì đó ném tới. Là một cái đầu. Tường Bách Xuyên vô thức đỡ lấy, cảm thấy dùng mình, lập tức ném ra. Đó là một cái đầu người, có thịt có da, còn niêm hồ hồ, mùi tanh hôi. Tường Bách Xuyên buồn nôn suýt nữa nôn ra. Lâm Hỷ Nhu bước tới, đá đá mặt hắn, ngươi, nhìn kỹ. Tường Bách Xuyên ngẩng đầu, ngoài Lâm Hỷ Nhu, còn có Hùng Hắc, đứng dựa tường, hờ hững nắm tay nắm. Tường Bách Xuyên cắn chặt không nói, lão đao chính là điên đao. Lâm Hỷ Nhu nói, phải không? Nàng cúi xuống, ngón tay chạm vào khóe miệng hắn, người nói có lý, nhưng lòng ta vẫn khó chịu. Nói xong, nàng bóp mạnh, xé toạc một bên khóe miệng hắn tường bách xuyên kêu thảm che miệng ngã lăn xuống đất máu tuôn ra lâm hỉ nhu giơ tay nhìn vết máu không nhanh không chậm đưa vào miệng mút còn nói không quan trọng quản ai là điên đao chẳng mấy chốc sẽ đến thôi nhấp cửu la sáng sớm dậy nhanh chóng hoàn thành công việc tối qua nàng đã bảo viêm thác không được lên lầu để không bị nhìn thấy công việc chưa hoàn thành Hoàn thành công việc vào buổi chiều, nhìn tác phẩm hoàn chỉnh, Nhiếp Cửu La cảm thấy rất hài lòng, định tặng Viêm Thác làm quà. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy không công bằng, không thể để hắn chiếm hết lợi ích. Trong lúc bực mình, nàng gọi lão thái để hỏi về cuộc thi. Lão thái nói, nếu không có giải thưởng, cũng không quan trọng như vậy. Nhiếp Cửu La không quan tâm, có giải hay không cũng không quan trọng. Lão thái nói, a la lời nói không phải thế người thuộc cao thủ nhưng thiếu thiên phú lúc này không có tác phẩm giải thưởng rất quan trọng nhấp cửu la tâm trạng tụt dốc quyết định tìm viêm thác viêm thác đang luyện tập đứng ngược đầu thấy nàng cười ngươi sao rồi nhấp cửu la buồn bã không nói viêm thác kéo nàng vào lòng ai làm ngươi giận nàng kể về cuộc thi và việc bị thiếu thiên phú viêm thác an ủi không sao ai cũng có nhược điểm. Nhếp cửu la quyết định tặng hắn tác phẩm hoàn thành. Viêm thác nhìn thấy tác phẩm, cảm thấy như trong mơ. Nhếp cửu la nói, đây là quà cho ngươi. Viêm thác cảm ơn, cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn tất cả. Hai người về nhà, chị Lư chuẩn bị phòng, không nhận ra viêm thác, đây là ai? Nhếp cửu la, viêm thác đấy. Chị Lư vui mừng, nhưng thắc mắc, sao vào nhà không bỏ mũ khẩu trang Nhếp cửu la nháy mắt ra hiểu dẫn viêm thác vào phòng rồi bảo chị chuẩn bị bữa khuya nhẹ nhàng cô cũng không quên dặn chị đừng chú ý quá coi như anh không có mặt ở đây chị lư hiểu ra chuẩn bị hai phần cơm dinh dưỡng viêm thác cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn những gì anh từng tưởng tượng chị lư mang bữa khuya lên mỗi món đều chỉ một lượng nhỏ nhiếp cửu la không ăn cùng anh ăn xong để bát đũa ngoài cửa. Viêm thác gật đầu, chờ họ đi rồi mới tháo nón và khẩu trang. Anh ghét soi gương, cảm thấy người khác cũng ghét mình, nên luôn che giấu. Quay đầu nhìn cửa sổ, thấy bóng cây mai trắng, anh cảm nhận được chút ấm áp trong gió. Anh định về bàn ăn, nghe thấy nhấp cửu la và chị Lư nói chuyện. Nhấp cửu la, chị có gì nói đi, đừng ấp úng. Chị Lư, không nói đâu, Nói ra lại tức giận. Nhấp cửu la cười, chị bị ảnh hưởng từ phim ảnh rồi, em không giận đâu. Chị Lư, tôi thấy anh viêm thác không thông minh lắm. Viêm thác sửng sốt, liên quan gì đến mình? Nhấp cửu la cũng kỳ quái, anh ấy làm gì mà chị nghĩ đần? Chị Lư, cô bảo anh bị lừa đi đào than, người thông minh sao bị lừa? Viêm thác im lặng, mong nhấp cửu la bênh vực mình. Nhấp cửu la thở dài. Ai cũng có khuyết điểm, không thông minh cũng không sao, dạy nhiều sẽ đỡ. Viêm Thác lặng lẽ đi ăn cơm. Nhiếp Cửu La rửa mặt xong, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng cho Viêm Thác. Cô mang đèn cảm ứng, định đổi cho Viêm Thác để tạo không khí lãng mạn. Xuống nhà, thấy Viêm Thác ngồi bên cây mai, cúi đầu nhìn cảnh mai trắng. Cô không dám gọi, vì sợ anh có vấn đề tâm lý viêm thác thấy cô người chưa ngủ sao nhiếp cửu la người cũng chưa ngủ sao viêm thác tự diễu cười không ngủ được anh tối qua không ngủ ngon cảm thấy giường mềm mại nhưng không thoải mái nhiếp cửu la buồn cười không ngủ được cũng phải ngủ cô đuổi viêm thác về phòng đổi đèn cho anh viêm thác hỏi trần phúc đâu nhiếp cửu la ta khóa vào kho chứa rồi để trong phòng ngủ không được Viêm thác gật đầu, cảm thấy giường mềm mại làm anh phân vân giữa hiện thực và mộng ảo. Viêm thác hỏi, bên hình thâm sao rồi? Nhếp cửu la tức giận, người yên tâm nghỉ ngơi, hai ngày tới sẽ yên bình. Viêm thác định thử đèn, nhưng bỗng hoảng hốt, ta ở dưới đói đến sắp chết, luôn nghĩ đây là báo ứng của ta. Nhếp cửu la nghe vậy, giật mình, cảm thấy anh bị rối loạn tâm thần. Cô ngồi xuống bên giường, đắp chăn cho anh, sao lại báo ứng? Viêm thác im lặng rất lâu, mới nói, người biết cha mẹ ta từng chạy trốn không? 1997 chín, chín, hai, hai, ba thứ ba, trời quang đãng ta cảm thấy ta sẽ chết hoặc cách cây chết không xa. Nhật ký của ta sống lâu hơn ta, ta muốn ghi lại mọi việc để nếu ta chết, người đọc nhật ký cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Rất muốn nghe tiếng cười của con gái yêu. Trước tiên nói về những gì đã xảy ra thứ sáu tuần trước là ngày bỏ trốn ta hẹn với đại sơn gia sản không quan trọng tiền do người kiếm ra bắt đầu lại từ đầu cũng tốt cửa khóa nhưng ta định trốn ra từ cửa sổ cửa sổ có lưới dây kẽm bảo vệ đại sơn giấu kìm dưới gầm giường khi không có ai ta lấy ra cắt dây kẽm chỉ cắt gần đứt không dám cắt hẳn để tránh bị nghi ngờ tối đó đúng như đại sơn nói anh ấy đi dự tiệc với lý song tú Bọn họ vừa đi, ta liền chuẩn bị, tháng 12 trời lạnh, phải ngồi tàu hỏa, ta mặc cho Tiểu Thác và Tâm Tâm thật nhiều áo, tròn vo như hai con gấu. Sau đó dọn đồ vào ba lô, những gì quan trọng như thư tình, giấy đăng ký kết hôn và đồ trang sức cưới phải mang theo. Tiểu Thác vui mừng hỏi, "Mẹ ơi, mình đi thăm ai?" Tâm Tâm ngoan hơn nhiều, chỉ nắm góc áo anh trai. Ta bảo, "Mẹ sẽ dẫn con đi tàu hỏa." Tiểu thác rất vui. Hơn 8 giờ, ta giật lưới chống trộm, chui ra ngoài, ôm tâm tâm và tiểu thác ra. Hai đứa cười khanh khách, tưởng đang chơi. Tiểu thác chui ra ngoài rồi định chui lại, bị ta túm cổ áo kéo ra. Ta chở tâm tâm phía trước, tiểu thác phía sau, đến nhà ga. Đại Sơn dặn nơi đây là thị trấn nhỏ, chỉ có vài chuyến xe, không thể bỏ lỡ. May mắn ta không đến trễ, đến trước tận một tiếng trong nhà ga đông người, ta chưa từng đi xa, chưa thấy cảnh tượng này, nhiều người quấn chăn nằm ngủ, mang hành lý cao chót vót, sách gà sống, khiêng nửa con dê, nhiều nhất là những kẻ gian xảo Ta đeo ba lô trước ngực, nắm chặt tay hai đứa nhỏ, vì từng nghe bên ngoài lắm kẻ trộm cắp và bắt cóc trẻ con. Vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng, hỏi thăm mọi người, biết đêm nay có hai chuyến tàu, chuyến lúc 9 rưỡi đi Cam Túc, chuyến 10 giờ đi Vân Nam. Đại Sơn dặn nếu anh ấy không tới, ta phải đi một mình. Ta cầu nguyện anh ấy đến, mong gia đình được ở bên nhau. Tiểu Thác bỗng kéo ta, "Mẹ ơi, vịt con kìa." Ta nhìn thấy ông cụ ngồi dưới đất, đòn gánh để ngang đầu gối, hai bên là thùng giấy, trước có rổ xanh dựng vài con vịt mới nở. Tiểu Thác thích vịt con, ta chỉ đáp qua loa. Tiểu Thác kéo Tâm Tâm định đi sang đó, "Tâm Tâm, vịt con kìa." Tâm tầm nắm góc áo anh trai, cùng đi theo. Ta túm cổ áo tiểu thác kéo về, con không thể ngồi yên được sao? Mông mọc đinh à? Tiểu thác tủi thân, muốn đi nhưng sợ ta mắng, nước mắt rưng rưng. Tâm tâm ôm anh trai, lườm ta, chỉ biết nghe lời anh. Ta dỗ tiểu thác, ngoan ngoãn đợi bố tới, mẹ sẽ bảo bố mua vịt cho con. Trích từ nhật ký của Lâm Hỷ Nhu. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn